tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế. Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin tức Việt và sau đây sẽ là nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Tiểu đoàn tình nguyện Bodan Meniski được thành lập từ các cựu quân nhân Ukraine nhập ngũ trong đội hình chiến thuật tác chiến Kasket của Nga. Sau khi tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ ra tiền tuyến. Chỉ huy tiểu đoàn Andrei Tichenko nói. Tiểu đoàn đầu tiên của cựu binh lính lực lượng vũ trang Ukraine gia nhập lực lượng vũ trang Nga. Tiểu đoàn tình nguyện Bodan Menitsky được thành lập từ các cựu quân nhân Ukraine nhập ngũ trong đội hình chiến thuật tác chiến Kasket của Nga. Sau khi tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ ra tiền tuyến. Hiện tại chúng tôi đã gia nhập đơn vị quân đội của OBTF, đội hình tác chiến chiến thuật Kasket, và chúng tôi sẽ trực tiếp thực hiện nghĩa vụ tiếp theo của mình tại đây. Chúng tôi cũng sẽ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ sẽ diễn ra sau khi kết thúc khóa huấn luyện người đối thoại của cơ quan cho biết, theo ông, sau lời tuyên thệ tiểu đoàn sẽ ra mặt trận, Tyshenko, cựu chỉ huy xe tăng và trung sĩ cấp cao của quân đội Ukraine, nói về việc thành lập đơn vị này vào cuối tháng 2. Vào thời điểm đó, tiểu đoàn có khoảng 70 người gia nhập, 95% trong số đó là cựu binh Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu. Ông cho biết, tiểu đoàn tình nguyện này được thành lập từ các tù nhân ở các trại khác nhau. Theo ông, hợp đồng với các tình nguyện viên sẽ được ký kết với lực lượng vũ trang Nga theo các điều khoản chung. Bản thân các chiến binh của tiểu đoàn đã nói với Sputnik rằng họ tự nguyện gia nhập và đã nhận quốc tịch Nga. Cựu lính biên phòng Ukraine Kirin Spassky cho biết các nhân viên của lực lượng an ninh Nga đến gặp chúng tôi và nói Ai muốn ở lại đây? Họ đề nghị chúng tôi gia nhập tiểu đoàn. Chúng tôi đã đồng ý. Theo ông, độ tuổi tình nguyện viên trong tiểu đoàn giao động từ 25 đến 47 tuổi. Tình nguyện viên Alexander Mirinov cho biết, chúng tôi đã ở bên nhau từ đầu tháng 10 và sẽ tiếp xúc bình thường với nhau. Ông nói thêm rằng mỗi người trong số họ đều nhận được hộ chiếu Nga và từ chối hộ chiếu Ukraine. Tình nguyện viên Vladimir Oren cho biết, động lực thật tuyệt vời, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu, sắp bước vào giai đoạn đào tạo, mọi người đã sẵn sàng. Nga có thể chế tạo UAV sát thủ từ linh kiện mua trên mạng. Ukraine nói Nga chế tạo UAV từ động cơ mua trên các nền tảng thương mại điện tử, gây ra mối đe dọa đối với xe tăng và bộ binh của Kiev. Quân đội Nga gần đây tăng cường sử dụng các máy bay không người lái UAV dạng flycam dân sự giá rẻ, gắn thuốc nổ hoặc đầu đạn nổ lõm để tấn công vào các điểm yếu trên xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Andrew P. Petur, nhà phân tích tin quân sự dựa trên các nguồn mở, cho biết dựa vào các video đã được công bố trên mạng xã hội, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 3 xe tăng Leopard 2A4 chỉ trong ngày 24 tháng 10 trong đó hai chiếc bị hư hại do bị uav tấn công đây là thiệt hại lớn nhất về xe tăng phương tây của ukraine trong một ngày kể từ đầu chiến sự theo yuri inat phát ngôn viên không quân ukraine dựa trên những mảnh vỡ thu được quân đội ukraine nhận thấy nga đang chế tạo nhiều uav tự sát sử dụng động cơ mua trên aliexpress nền tảng bán lẻ trực tuyến dành cho khách hàng quốc tế của tập đoàn alibaba ở trung quốc Inat cho biết mẫu UAV thu được là loại tấn công, có khả năng mang theo vài kg thuốc nổ. Theo quan chức này, đây không phải lần đầu tiên Nga chế tạo UAV từ các linh kiện đơn giản và dùng làm vũ khí tập kích Ukraine. Dù thế nào thì chúng vẫn nguy hiểm. Ông nhấn mạnh, sau không tiết lộ, thu được xác UAV Nga trong hoàn cảnh nào. Không quân Ukraine tuần trước thông báo Nga đã triển khai 14 tên lửa và UAV các loại để tập kích lãnh thổ nước này, trong đó có hai UAV không xác định. Kiev tuyên bố bắn hạ thành công 4 mục tiêu, không bao gồm hai UAV trên uav là một trong các vũ khí chủ đạo tại chiến trường ukraine do có giá thành rẻ dễ chế tạo có thể sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát hoặc tiêu diệt các khí tài đắt gấp nhiều lần của đối phương như xe tăng xe thiết giáp các loại ngoài uav quân sự uav hoán cải từ phiên bản thương mại hoặc tự chế bằng cách dùng linh kiện dân sự mua từ nước ngoài cũng rất phổ biến tại ukraine chính phủ trung quốc thừa nhận rằng một số thiết bị dùng cho mục đích dân sự của nước này đã được sử dụng trong chiến sự ukraine Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 9 áp đặt các lệnh hạn chế về xuất khẩu UAV và linh kiện liên quan nhằm ngăn UAV của Trung Quốc bị sử dụng cho mục đích quân sự. DJI, nhà sản xuất UAV thương mại lớn nhất thế giới, có trụ sở ở Trung Quốc, trước đó cũng đã ngừng bán hàng cho Ukraine và Nga và cấm các nhà phân phối bán sản phẩm của mình cho hai quốc gia này nhằm ngăn chúng bị sử dụng trong các trận giao tranh. BBC dẫn thông tin từ các nhóm tình nguyện và binh sĩ Ukraine cho biết lệnh hạn chế mới nhất của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới nguồn cung cấp về linh kiện cho UAV của Kiev. Tờ Comesan của Nga cũng tiết lộ động thái của Trung Quốc, khiến nước này thiếu hụt một số linh kiện sản xuất UAV, trong đó có camera ảnh nhiệt. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế của Trung Quốc khó có thể ngăn được UAV chuyển đến Nga và Ukraine qua bên thứ ba. Đại tá về hưu Vladislav Selenev, Cựu người phát ngôn viên Bộ Tham mưu quân đội Ukraine cho hay, Kiev đang sử dụng khoảng 25 UAV khác nhau, trong đó có những mẫu của công ty tư nhân, vốn có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với UAV quân sự. Nga được cho là đã áp dụng các chiến thuật tương tự để tăng nguồn cung UAV. Ở Mỹ chỉ ra các vùng lãnh thổ Kiev sẽ mất, Nga sẽ kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn và chiếm một phần đáng kể ở miền Đông và miền Nam Ukraine, đây là nhận định của nhà khoa học chính trị mỹ giáo sư đại học chicago john mashimer bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn gần đây tôi nghĩ rằng người nga cuối cùng sẽ chiếm nhiều lãnh thổ hơn mức họ hiện tại đang kiểm soát hiện nay người nga sẽ chiếm một phần đáng kể ở miền đông và miền nam ukraine ông nói theo nhà phân tích khi mất đi lãnh thổ ukraine sẽ trở thành một quốc gia rối loạn chức năng kết quả này theo giáo sư mashimer xuất phát từ việc kiev đặt ra các điều kiện đàm phán một cách không thích hợp các chuyên gia tin rằng sau khi ukraine mất lãnh thổ và hoàn toàn biến thành một quốc gia vỡ nợ thì cuộc xung đột sẽ đóng băng moscow đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đàm phán nhưng kiev đã áp đặt lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp phương tây liên tục kêu gọi nga đàm phán việc mà moscow luôn tỏ ý sẵn sàng trong khi đó chính phương tây lại phớt lờ việc kiev thường xuyên từ chối đối thoại ở thụy điển lo ngại về bước đi chống lại nga Thụy Điển bị mắc mưu khi gia nhập NATO vào thời điểm xung đột Ukraine và Trung Đông lên tới đỉnh điểm, tự thấy mình bỗng nhiên đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Nga. Đây là ý kiến của nhà báo Chris Fosny bày tỏ. Người Thụy Điển bị phục kích, chúng tôi thấy mình đang ở ngay tuyến phòng thủ hoặc tuyến tấn công đầu tiên, bà nói. Theo nữ nhà báo, tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sẽ không củng cố hòa bình ở châu Âu, mà chỉ khiến Thụy Điển trở thành một nhân tố trong cuộc chiến chống Nga. Điều làm tôi ngạc nhiên là chính phủ của chúng tôi đã thực hiện bước đi này quá nhanh, tại sao lại có việc vội vàng gia nhập NATO giữa hai cuộc xung đột gay gắt như vậy?" Bà Forsney đặt câu hỏi. Bà nhớ lại rằng Thụy Điển có truyền thống duy trì quan điểm trung lập và trước khi đưa ra quyết định như vậy, lẽ ra nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Vào hôm thứ Hai, chính quyền của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với Sputnik rằng ông Recep Tayyip Erdogan đề xuất hội nghị Đại Quốc dân Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nghị định thư chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó đã bày tỏ hy vọng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng phê chuẩn việc đồng ý với việc Thụy Điển gia nhập liên minh này. Ở Mỹ đưa ra giả thuyết về cách Washington có thể gây ra thế chiến thứ ba. Về mặt lý thuyết, Mỹ có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba bằng cách tấn công Iran. Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor cho biết trong một cuộc phỏng vấn, cuộc chiến của Mỹ với Iran rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Sĩ quan này đặt giả thuyết, theo ông nếu cả Ai Cập cũng bị lôi kéo vào cuộc xung đột đang căng thẳng hiện nay giữa Israel và Palestine thì sẽ kéo theo nhiều quốc gia khác. Tất cả sẽ lao vào, ở giai đoạn đó sẽ rất khó tránh khỏi ngày tận thế. Chuyên gia phán đoán, McGregor chắc chắn rằng Mỹ không có đủ nguồn lực để duy trì xung đột ở mức độ như vậy. Vào ngày 7 tháng 10, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa từ giải Gaza quy mô lớn chưa từng có, mà cánh quân quân sự của phong trào Hamas của người Palestine tuyên bố tiến hành với tên gọi Chiến dịch lũ lụt Al-Asa. Sau đó, các chiến binh của tổ chức này đã tiến vào khu vực biên giới ở miền nam Israel. Để đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel phát động chiến dịch thanh kiếm sắt chống lại Hamas ở Gaza. Trong vòng vài ngày, quân đội Israel đã kiểm soát được tất cả các khu vực đông dân cư gần biên giới với Gaza và bắt đầu thực hiện không kích vào các mục tiêu ở giải đất này, bao gồm cả các mục tiêu dân sự. Israel cũng tuyên bố phong tỏa hoàn toàn giải Gaza, ngừng cung cấp nước, thực phẩm, điện, thuốc men và nhiên liệu cho khu vực này. Số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 6,5 nghìn người, hơn 17 nghìn người bị thương. Tại Israel, theo chính quyền địa phương, đã có hơn 1,3 nghìn người chết. Đại sứ quán Nga cho biết trong quá trình xung đột leo thang, 20 người Nga đã thiệt mạng, hai người bị bắt làm con tin, 7 người được liệt vào danh sách mất tích. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, khoảng 150 người Israel có thể đã bị Hamas bắt giữ. Chính phong trào này cũng tuyên bố họ có khoảng 200 đến 250 tù binh ở giải Gaza. Gaza biến thành đống đổ nát dưới mưa bom bão đạn. Ảnh vệ tinh do Masa và Planet Lab công bố cho thấy các thành phố và thị trấn ở giải Gaza đã bị tàn phá nặng nề sau gần 3 tuần chiến sự Hamas-Israel bùng phát, các công trình ở giải đất hẹp bị Israel không kích dồn dập những ngày qua nhằm trả đũa Hamas tấn công các khu vực theo Avi kiểm soát hôm mùng 7 tháng 10. Tại thành phố Behanon, nằm sát hàng rào ranh giới với Israel, các tòa nhà 4 và 5 tầng gần như đã đổ sập hoàn toàn. Hai khu phức hợp lớn biến thành đống đổ nát. Behanon nằm gần khu vực mà các thành viên Hamas đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào phía Israel. Vì vậy, thành phố này đã trở thành tâm điểm của phần lớn hỏa lực từ lực lượng phòng vệ Israel. Chỉ vài ngày sau khi cuộc xung đột bùng phát, lực lượng không quân Israel cho biết, Bay Hanon đã bị tấn công 120 lần, nói rằng khu vực này đóng vai trò là trung tâm của Hamas. Các cuộc tấn công đã biến toàn bộ khu vực thành những vùng đất hoang phủ màu xám. Hình ảnh khu phố Al-Karamet phía bắc của thành phố Gaza cho thấy đống đổ nát của một số tòa nhà dân cư. Liên Hiệp Quốc cho biết, 42% tổng số nhà và căn hộ ở Gaza đã bị phá hủy tới mức không còn có thể ở được trong 3 tuần qua, trong khi hàng nghìn ngôi nhà và các căn hộ khác thiệt hại ở mức độ vừa phải. Mất nhà khiến nhiều người Palestine buộc phải di tản. Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ước tính rằng có khoảng từ 400.000 đến 1 triệu người ở giải Gaza đang ở trong tình trạng vô gia cư. Tại khu vực Al-Atacha, Bay Lahia ở phía bắc Gaza, Hình ảnh vệ tinh cho thấy cho bụi và đống đổ nát từ các cuộc không kích đã lan rộng ra toàn bộ khu vực lân cận. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng nguồn cung cấp nhiên liệu của tổ chức này sắp cạn kiệt khi Israel siết phong tỏa giải đất hẹp, đe dọa khả năng hoạt động của các cơ quan ở Gaza. Al Jara nằm ở phía nam thành phố Gaza, giáp biển địa Trung Hải. Đầu tuần này, AFP đưa tin tên lửa của Israel đã phá hủy hơn 20 tòa nhà trong khu vực. Một người dân Palestine thừa nhận bị sốc và không biết phải đi đâu hoặc làm cách nào để bảo vệ được gia đình khi tình hình chiến sự vẫn diễn ra khốc liệt, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Rami Abu Gaza nói với AFP, Ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này có thể xảy ra. Israel tuyên bố sẽ triệt tiêu hoàn toàn Hamas để trả đũa cho cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 con tin bị bắt giữ. Israel cũng siết phong tỏa, cắt điện nước, nhiên liệu, đẩy hơn 2 triệu dân ở Gaza rơi vào nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào Gaza đã khiến hơn 7 người Palestine tại giải đất thiệt mạng, theo cơ quan y tế địa phương. Hàng nghìn người khác bị thương, trong đó phần lớn là dân thường. Xung đột Israel-Hamas, những đòn đánh úp nguy hiểm và khả năng lây lan khủng khiếp hơn chúng ta tưởng. Ý tưởng có thể tách rời chính trị khỏi kinh tế là hơi thiển cận và ngây thơ chính trị kinh tế và an ninh luôn gắn với nhau rất chặt chẽ nhận định thẳng thắn trên của luật sư quốc tế christopher squid và cũng là cựu quan chức bộ tài chính mỹ bởi kinh tế càng bất ổn thì các tác nhân xấu trong khu vực càng là các đòn đánh úp dễ khuấy động tình hình khiến nó tồi tệ hơn bao giờ hết câu chuyện giữa israel và hamas có thể dáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu đó là nhận xét chung của các quan chức tham dự diễn đàn sáng kiến đầu tư tương lai thường được gọi là Davos trên sa mạc, vừa diễn ra hồi đầu tuần ở Saudi Arabia. Những gì vừa xảy ra ở Israel và Gaza xét cho cùng khi gộp tất cả những điều tồi tệ này lại với nhau, tôi nghĩ nó sẽ có tác động khủng khiếp lên sự phát triển kinh tế thế giới, thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank, Banga phát biểu, Cuộc xung đột Israel-Hamas đã đặt sự phát triển nền kinh tế vào một thời điểm nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta đang ở một thời điểm rất nguy hiểm. Người đứng đầu World Bank cảnh báo, Cuộc chiến tranh khốc liệt có nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác, đặc biệt là Lebanon, quê hương của nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn, nhóm thường xuyên giao tranh với lực lượng Israel. Ai Cập, Jordan, Lebanon và hơn thế nữa. Các cuộc khủng hoảng kinh tế đang lan rộng khắp các quốc gia giáp danh với Israel, làm tăng khả năng xảy ra phản ứng dây chuyền từ cuộc xung đột Israel-Hamas khiến tình hình tài chính và ổn định kinh tế chính trị của Ai Cập, Jordan, Lebanon vốn đã không tốt, nay lại càng trở nên tồi tệ hơn, đồng thời tạo ra nhiều vấn đề hơn nữa. Cụ thể, mỗi quốc gia trong số 3 quốc gia trên đều phải đối mặt với những áp lực kinh tế khác nhau, khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF phát cảnh báo trong một báo cáo hồi tháng 9 rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể mất đi sự ổn định chính trị, xã hội. Lời cảnh báo đó được đưa ra ngay trước khi Hamas tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 tạo ra một cuộc chiến nguy hiểm, dễ dàng lây lan hơn người ta nghĩ, gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế mà tổng thống Mỹ Joe Biden và liên minh châu Âu EU có thể sẽ cần phải sớm giải quyết. Hậu quả có thể xảy ra hiện đang bắt đầu được các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà phân tích chính sách mổ xẻ, phân tích và công nhận. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết ngăn chặn cuộc xung đột Israel Hamas mở rộng. Dẫn đến có thể khuếch đại căng thẳng kinh tế và có thể khiến các chính phủ sụp đổ. Nếu sự hỗn loạn không được kiểm soát, nó có thể lan rộng khắp một khu vực có vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, lây lan ảnh hưởng khắp nền kinh tế trên thế giới. Tình hình nghiêm trọng đến mức tuần trước trong cuộc gặp với các quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charlie Michel đã yêu cầu họ cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ chính phủ Ai Cập, quốc gia mà ông cho rằng đang bị áp lực do làn sóng người di cư đến từ Gaza do Hamas kiểm soát, cũng như dòng người chạy trốn cuộc nội chiến ở Sudan. Tổng thống Ai Cập Aden Fatah NCC hiện từ chối tiếp nhận người tị nạn Palestine vì lo ngại Israel muốn trục xuất vĩnh viễn người Palestine và vô hiệu hóa các yêu cầu của người Palestine về tư cách nhà nước. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng cho biết một cuộc di cư hàng loạt sẽ có nguy cơ đưa phiến quân vào bán đảo Sinai. Hiện tại hơn một triệu người đã phải rời khỏi Gaza và mối đe dọa leo thang chiến tranh đã hiện ra với các cuộc đụng độ dọc biên giới Lebanon-Israel giữa quân đội Israel và phiến quân Hezbollah cho rằng sẽ không có sự di cư của người dân là quan điểm ngây thơ và quá hời hợt. Luật sư Christopher Sweet bình luận. Bởi theo ông, bất kỳ đòn bất ngờ nào từ bên ngoài vào Ai Cập, cho dù đó là đòn kinh tế hay chỉ là việc nhiều người đột ngột di cư từ Gaza vào Sinai, đều có thể có tác động gây mất ổn định. Phân tích của một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, mặc dù chính phủ Ai Cập phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế và quân sự của Mỹ, nhưng ngày càng có nhiều ý kiến đại chúng ở Ai Cập sẽ quyết định hành động của người đứng đầu quốc gia này. Một bài học rút ra từ các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập lật đổ chế độ Mubarak năm 2011. Vào hồi tháng 4, IMF kết luận rằng nhu cầu tài chính của Ai Cập trong năm 2023 tương đương 35% GDP. Vào ngày mùng 5 tháng 10, Moody's tiếp tục hạ mức nợ của Ai Cập vốn đã tương đương hạng rác các mức thấp nhất trong bảng xếp hạng của Moody. Việc hạ mức xếp hạng này xảy ra khi những nỗ lực trước đây không thể giúp ích cho nền kinh tế Ai Cập, vốn đang gánh khoản nợ 160 tỷ USD tính đến cuối năm ngoái. Giám đốc chương trình nghiên cứu Ai Cập của Viện Trung Đông Maretti Mabro cho biết, Ai Cập đang ở trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất mà tôi có thể nhớ được trong ít nhất 5 thập kỷ và cuộc xung đột sẽ càng làm phức tạp thêm tình trạng hỗn loạn hiện nay. Chuyên gia Mabro phân tích, nếu đám cháy ở Gaza, tức là người ta sẽ cần phần còn lại của khu vực ổn định để mọi người có lựa chọn hành động phù hợp và đúng đắn. Do đó không cần thêm bất ổn ở một khu vực vốn đã khá bất ổn. Một trong những dấu hiệu tức thời nhất của tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng là ngân hàng trung ương Ai Cập trong tuần qua đã áp đặt các hạn chế ngoại tệ đối với các thẻ liên kết với tài khoản ngân hàng địa phương. Chuyên gia Mabarock cho biết, một trở ngại lớn có thể xảy ra đối với Ai Cập xuất phát từ xung đột Israel Hamas mới nhất là mất đi lượng khách du lịch muốn khám phá lịch sử và kim tự tháp cổ xưa của nước này du lịch là một trong những ngành kinh tế hàng đầu của ai cập cùng với đầu tư nước ngoài mang lại khả năng tiếp cận cần thiết với phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu viễn cảnh không tươi sáng hơn ở ai cập theo imf trong bối cảnh nguy cơ xung đột israel hamas lây lan rộng nước láng giềng jordan đang gặp khó khăn do tăng trưởng kinh tế chậm hơn và đầu tư nước ngoài ít hơn theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính fax triển vọng nợ của nước này tốt hơn ai cập nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại cố thủ ở mức hai con số theo World Bank, quy mô nền kinh tế Lebanon đã giảm hơn một nửa từ năm 2019 đến năm 2021. Đồng nội tệ của nước này tụt dốc thảm, từ năm 1997 đã được neo giá với đồng USD ở mức 1.500 bảng Lebanon ăn 1 USD. Hiện giao dịch ở mức khoảng 90.000 bảng Lebanon ăn 1 USD. Trong khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu tính toán bằng đồng USD, người lao động thì vẫn nhận lương bằng nội tệ đã chứng kiến sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều người hiện phải dựa vào tiền gửi từ người thân ở nước ngoài để tồn tại. Các nhà tài trợ quốc tế bao gồm Mỹ và Qatar hiện đang trợ cấp lương cho binh lính thuộc quân đội Lebanon. Hồi tháng 4 năm 2022, chính phủ Lebanon đã đạt được thỏa thuận dự kiến với IMF về một gói cứu trợ, nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa thực hiện hầu hết các cải cách cần thiết để hoàn tất thỏa thuận. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas đe dọa lây lan, bao trùm Lebanon, với các cuộc đụng độ quy mô nhỏ thường xuyên diễn ra giữa các chuyến binh Hezbollah, đồng minh của Hamas và lực lượng Israel ở biên giới phía nam của đất nước. Các đại sứ quán nước ngoài đã cảnh báo công dân của họ rời đi và các hãng hàng không cũng đã hủy các chuyến bay đến nước này. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh tin tức Việt. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui mời quý vị chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị ở trên màn hình